Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Xuân vừa mới đi ăn với mọi người về khá là sớm nên là Xuân sẽ bấm máy quay và làm một cái vlog nho nhỏ để chia sẻ buổi night skincare routine của Xuân nhé. Thì rất là lâu rồi Xuân không có làm một cái vlog về nói về skincare cũng như là chia sẻ những cái sản phẩm mà Xuân đang sử dụng cảm thấy ok á. Thì thực sự là da Xuân phải cảm thấy rất là ổn thì Xuân mới chia sẻ với mọi người nhé. Thì thỉnh thoảng về vấn tùy vấn đề về da cũng như là những cái vấn đề thời tiết đó, nó thay đổi thì Xuân sẽ thay đổi một vài cái sản phẩm chủ chốt trong cái skincare routine của mình. Thì hôm nay Xuân sẽ chia sẻ với mọi người luôn nhé. Ok, sau một ngày thì mình phải tẩy trang thôi. Một ngày mệt mỏi và make up nhiều như hôm nay thì Xuân sẽ sử dụng dầu tẩy trang để tẩy sạch lớp make up trước nha. Mình dùng oil Suemura tẩy trang bao nhiêu năm nay rồi và vẫn thấy em ấy rất là chân ái. Thành phần công thức ok, khả năng làm sạch tốt, có thể loại bỏ lớp trang điểm dày nè. Có mascara, mỹ phẩm kháng nước dễ dàng nhất nha. Dưỡng ẩm siêu tốt, phù hợp cho da khô và hoặc thiên khô nha. Và tiếp theo sẽ là sữa rửa mặt. Mình sử dụng em sữa rửa mặt từ Hada Labo dưỡng ẩm. Mình mê em này cực kỳ. Sữa rửa mặt này sạch sâu mà không hề mất độ ẩm của da. Em này không chứa cồn, không paraben, không sunfat, không hương liệu, không chất tạo màu và dầu khoáng. Bạn nào da nhạy cảm vẫn sử dụng em này cực tốt nha. Và tiếp theo là em nước hoa hồng mà mình rất là ưng. Em nước hoa hồng này là toner phục hồi da ở cấp độ cao, rất hợp cho những làn da cần phục hồi như là sử dụng retinol và BHA, tăng cường đề kháng cho da cực tốt. Mình mua em này rất là nhiều luôn mọi người, xài dần nói chung là sợ hết á. Và tiếp đến là em serum mình mê mẩn cả tháng nay nha mọi người. Đây là em serum Multi Recovery Complex Serum đến từ Lam Cosmetic Cuticle nha mọi người. Đây là cái tinh chất phục hồi trẻ hóa da và cấp ẩm chuyên sâu. Đây mọi người thấy rõ hơn đó. Và mình đã đọc về em này á trên những cái trang review rất là nhiều rồi thì mình đã mua về để sử dụng test thử trên da của mình xem như thế nào. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người kỹ hơn về em này nhé. Em ấy sở hữu phức hợp cấp ẩm tràn tế bào, nuôi dưỡng da căng mịn hiệu quả. Mọi người thấy em này chất rất là nhẹ nhàng đúng không? Thấm vào da siêu nhanh luôn nha. Cấp ẩm tức thì, lướt trên da xíu là da ngậm nước ngay. Chiết xuất yến mạch địa trung hải cùng B5 và 5 thành phần tinh chất từ thiên nhiên như là trà xanh, hoa cúc la mã, rau má, lô hội, cam thảo, nam âu. Nói chung những cái chất này phục hồi và tái sinh làn da cực tốt và chỉ sau 24 giờ nhé. À, Xuân mê những cái sản phẩm chứa B5 lắm luôn á. Kiểu chỉ mong da ẩm mượt là sẽ khỏe khoắn nha mọi người. Sau 4 tuần sử dụng thì nhờ những cái hoạt chất siêu hiệu quả hoạt động trên da mà da Xuân đã được phục hồi căng căng, mịn mịn và những cái nốt thâm mụn giảm rõ. Cái nếp nhăn ở khóe miệng cười cũng đỡ hẳn luôn. Da còn sáng lên một chút, da đều màu là da đẹp rồi nha mọi người. Thực ra thì khi mà chăm da thì Xuân chỉ mong da đều màu và mịn mượt đủ ẩm thôi nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy rõ là da Xuân đang rất là đủ ẩm. Em serum này á thì hoàn toàn giúp cho Xuân đạt được cái hiệu quả mong muốn nên Xuân phải share ngay cho mọi người đó. Vì cái em này quá là lành tính và thuần chay nữa nên là làn da nào cũng sẽ hợp với em này nha. Kể cả những làn da nhạy cảm luôn nha mọi người. Lọ này thì có dung tích là 30ml. Với giá là Xuân nhớ là 460.000 thì phải. Ok là quá trời luôn. Xuân xài hàng ngày á, thì 2 lần sáng và tối thì cỡ 2 tháng nha mọi người. Rất là tiết kiệm đúng không? Và Xuân có một cái tips chia sẻ nho nhỏ. Khi mà da chúng ta đang có những cái vấn đề và cần hồi phục da á, thì chúng ta sử dụng ít mỹ phẩm thôi. Có thể là sử dụng toner xong đến serum, tập trung vào cái vấn đề về da của chúng ta á, thì da càng sử dụng ít thì sẽ càng tập trung cao vào cái hiệu quả của sản phẩm mà không bị bột thực nhá. Thì hôm nay Xuân hơi lười nên là skincare routine của Xuân tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay nhé. Hy vọng là sau khi xem video này mọi người có thể tìm được cái sản phẩm ưng ý để mà skincare hiệu quả hơn. Những cái sản phẩm Xuân sử dụng Xuân sẽ để link ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Good night.